Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích hai vàng trên cả nước ha cô chú. Thảo quay trở lại với kênh cuộc sống bình thường hậu giang của mình ha. Hôm nay em tiếp tục quay trở lại với chỗ vườn của anh Trạm là anh Tán ở gần xây lộng thành phố Cần Thơ mình ha cô chú anh chị. Giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn một số mai thành phẩm để mình chơi Tết như mình dưỡng mà lấy bò nhân giống rồi ha cô chú ha. Hôm nay thì cũng có một số giống cô chú anh chị, cúc tạ hương nè, cúc bi rồi cúc nhụy đỏ ha cô chú anh chị ha, rồi bạch mai nữa, nhiều giống đẹp đẹp không mà cô chú anh chị ơi. Hồi đế là phê luôn, cây này là cây cúc nhụy đỏ nè cô chú anh chị ha. Em chào anh Thương ơi. Em xin kính chào cô chú anh chị trên kênh cả nước. Hôm nay là em có về một lô mai thành phẩm là chơi Tết nghe cô chú anh chị. Trong đó là cũng đủ loại cô chú anh chị ơi. Rồi, cho em xin số điện thoại anh Thương ơi. Rồi, số điện thoại là 0917359719. Đó là số Zalo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, vô mã số đầu tiên nha, 26 phải không? Mã đầu tiên là em vô là một chậu 26 thôi chú anh chị. Mã số đầu tiên clip là mã số 26 nha cô chú anh chị nha. Một cây cúc thơ hương với cây cúc hoàng hậu xùi nha cô chú anh chị. Cây ghép hai giống ha. Để nó xù nè cô chú anh chị, có chân đế nè nha. Cây này là dáng rất đẹp nha chú anh chị. Đây, bo này là bo cúc hoàng hậu lá nè nha cô chú anh chị. Cúc thơ hương ha, về cô chú anh chị mình để kiểm tra thì cô chú anh chị gờ ha. Gờ lá cúc hoàng hậu thì nó mịn hơn ha. Lá cúc thơ hương thì nó hơi nhám tay xíu nha cô chú anh chị nha. Ở cái đuôi thì mình cũng ghép cúc thợ hương luôn. Chứ trở lại con họ có cái tực ghim. Rồi cho em xin thông số nha. Rồi bắt mã đầu tiên là mã số 26. Rồi hoành thân chí này là 17. Cao một bộ đỉnh là 50. Chiều dài con thú là 42. Rồi cây mã số 26 giao lưu nhiêu anh Thương ơi? Rồi mã số 26 là em xin giao lưu giá là 2 triệu đồng cô chú anh chị ơi. Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị nha. Đó một cây gián thú ha. Nhìn để bàn là nhức ngắp nha cô chú anh chị. Mình tặng luôn chậu nha cô chú nha. Để bàn đụng nắp ra luôn. Rồi đổi giùm em anh ơi. Rồi mã số 27. 27 là cây cúc thợ hương đế super đỉnh luôn cô chú anh chị. Đây mã số 27 là cúc thợ hương cô chú anh chị ơi. Đây đế nùi nùi luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này mình ghép được 6 bo cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê chú anh chị ơi. Đó, bộ đế dày đặc luôn cô chú anh chị ơi. Này, con ghép này cô chú ha. Cây này Tết là cô chú anh chị mình để bàn là đỉnh rồi. Cô chú hai cúc thợ hương mà đế super VIP luôn á. Rồi em xin thông số anh ơi. Rồi tổng hoành đế đặt này là 47 chú anh chị ơi. Hoành thân là 12. Chiều cao một bộ đỉnh là 45. Tàn ngang cũng là 45. Rồi mã số 27 nè cúc thọ hương em xin giao lưu giá là 950k cô chú anh chị ơi. 950k nha cô chú anh chị. Còn mấy lô mà cũng thấy rồi. Mã số 28. 28 cúc thọ hương luôn nha. Cũng là cúc thọ hương cô chú anh chị ơi. Đế quá khéo luôn cô chú anh chị ơi. Cái này đế rất là khéo nha. Cái này đế duyên lắm nè. Đó, nó giống như cái con gì ha, giận mình đó này ha. Nồi đế này giật giật luôn cô chú chị ha. Mình ghép được 3 bo thôi, 4 bo nha cô chú nha. Cái lô này là còn sót mấy cây lại chú anh chị bên vườn mới đem về cô chú anh chị. Lô sau Tết rồi gỗ hỏm ha cô chú ha. Rồi tổng nồi đế này là 49. Cái củ đặc 21. Hoành thân là 13. Cao bộ đỉnh là 40. Tàn ngang cũng là 40 chú anh chị ơi. Rồi mã số 28 này em xin giao lưu giá là 950k chú anh chị ơi. Dạ 950 nha cô chú anh chị. Mã số 28 nha cô chú anh chị. Rồi cúc thọ hương mã số 29 tiếp tục luôn nha, là mã số 29 cũng là cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Để siêu VIP luôn nha cô chú. Cái này mình ghép được 2 bo chú anh chị ơi. Để nè cô chú anh chị nha, như chân bạch tuộc luôn ha. Không anh ơi, giờ mày không có trả lên đây. Rồi em bán mà cái này ghép không à.
Đế này cô chú anh chị nói chung là còn được mấy cây này để đẹp chú chị ơi. Nhưng mà giống là ghép cúc tọa hương nha chú anh chị. Nồi đế này cô chú ha. Đây nồi đế này là 51. Hoành thân chí là 12. Cao một bầu tới đỉnh là 37. Tàn ngang là 50. Rồi mã số 29 này em xin giao lưu giá là 850k cao chú anh chị ơi. 850 nha cô chú anh chị, mã số 29. 29. Rồi đổi giùm em. Mã số 30. Tiếp tục là cúc mã số 30. Gì đó, đúng rồi. Đây. Số 30. Lái cái tiền hay quá. Cúc nhị đỏ cô chú anh chị ơi. Lá nó là cô chú anh chị đó. Cái bông cúc nhị đỏ là bao bự bao phê nha cô chú anh chị nha. Bông dày cánh lắm luôn. Nồi đế nè cô chú anh chị nha. Đế cực tiếp luôn. Hát hồng vàng đế luôn. Này về cũng còn có chục cây, chục cây được chục cây đế đẹp. Rồi tổng cái nồi đế đặt là 52 chú anh chị ơi. Hoành thân vị trí này là 12. Cao bọn tới đỉnh là 40. Tàn ngang là 35. Rồi mã số 30 này em xin giao lưu giá là 950k cao chú anh chị ơi. 950k nha quý cô chú anh chị. Rồi đợi giùm em luôn. Tiếp tục là mã số 31 của chú anh chị ơi, lại là cúc tọa hương. Cô chú anh chị, cây này đế hay quái hả cô chú? Cây này đế quái mà có cũ luôn nha chú anh chị. Cũ trên nằm trên luôn chú anh chị ơi. Chơi đế bàn gì nó mới khéo hả cô chú anh chị, nó lạ nha. Đế này mình moi ra còn nới nha chú anh chị. Khoe cũ hả cô chú anh chị. Cái này mình để cho nó ấm bộ đế chú anh chị ơi. Đây mình ghép được 4 qua ha. Cúc tọa hương mã số 31. À, cái đít. Rồi cái củ đặt vị trí này là 24 rồi chú anh chị ơi. Cái đít là 24. Hoành thân là 13. Dòng 2 là 13. Cao bầu tới đỉnh là 42. Dòng 3 là 42. À, dòng 4 là tàn ngang là 45. Nghe dòng nó kì kì. Rồi. Rồi mã số 31 này em xin giao lưu giá là 900k chú anh chị ơi. Dạ, 900k nha cô chú anh chị. Để phê lắm nha. Cúc thợ hương nha cô chú anh chị nha. Rồi đỡ luôn anh ơi. Cúc thợ hương luôn nha cô chú anh chị. Mã đây số... lại tiếp tục là cúc thợ hương mã số 32. 32. Cây này ghép được là 5 bo cô chú anh chị ơi. Mã số 32. Đó, nồi đế nè cô chú anh chị nha. Super đã luôn. Rồi nồi đế đặt là 50. Hoành thân là 13. Cao một bầu tới đỉnh là 39. Tàn ngang là 50. Không cao luôn. Đó đi nơm. Rồi để sẩm tượng trưng cây rồi chú anh chị. Để sẩm là cao 12 rồi chú anh chị ơi. Rồi mã số 32 này em xin giao lưu giá là 900k chú anh chị ơi. Dạ. Cúc thợ hương mã số 32 nha cô chú anh chị. Đế đẹp tàn đẹp nha chú anh chị. Rồi đổ luôn anh ơi. Tiếp tục là hai con số 3. Số 33. Cây này cũng ghép được là 4 bo chú anh chị ơi. Mã số 33. Nồi đế là cô chú anh chị mình ha. Quá đã luôn. Đế này cây lớn tí rồi khỏi chê chú anh chị ơi. Bây giờ giờ còn phê nó lớn nó phê dữ nữa chú anh chị ơi. Rồi không số luôn anh ơi. Lớn mà phê phải không? Đấy, nhìn nó đầy tàn đã phải không? Giống như mà gái 15, 16 mà đến 18, 19 nữa chứ anh chị. Vậy là 16 luôn hả? 43. Quên tao mà nói hoành đế 43. Chiều cao là 35, quên đâu hoành thân luôn. Làm lính quýnh luôn. Hoành thân là 10. Đế sẩm là 14. Rồi mã số 33 em xin giao lưu giá là 850k luôn cô chú anh chị ơi. 850 nha cô chú anh chị. Quá xa đẹp. Rồi đổi luôn anh ơi. 34. Cúc tiếp tục luôn là nha, mã số 34. Cũng là cúc tọa hương nha cô chú anh chị. Cái này già mùa nha cô chú anh chị. Biết rồi. Già mùa con tàn đang ra ha. Cái mình ghép được cũng là 4 bo chú anh chị ơi. Bo ghép này cô chú anh chị ha.
Rồi, thông số anh ơi. Cúc thọ hương mã số 34 nha cô chú anh chị. Hôm nay thọ hương nhiều thế mà cây đẹp không mà cô chú anh chị nha. Hoành thân chỉ là 16 cô chú anh chị ơi. Cao bộ tới đỉnh là 40. Tàn ngang là lớn nha cô chú chị, tàn ngang 65. Rồi mã số 34 này em xin giao lưu giá là 700k cô chú anh chị ơi. Dạ, 700k như quý cô chú mình nha. Mã số 34. Rồi. Mã số 35. Tiếp tục là mã số 35. Cúc hoàng hậu nha cô chú. Cúc hoàng hậu cô chú anh chị ơi. Cúc hoàng hậu mã số 35, cây này mình ghép được 4 bo. 5 bo. Gốc tứ quý luôn. Gốc tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Cây này ghép được 5 bo cô chú anh chị ơi. Cúc hoàng hậu. Cây này đế cũng khá là phê ha cô chú nha. Rồi, củ đế đặc này là 37. Hoành thân chí này là 15. Cao một bầu đỉnh là 50. Tàn ngang là 35. Rồi, mã số 35 này em xin giao lưu giá là 800k cô chú anh chị ơi. 800k nha cô chú anh chị. 35 cúc hoàng hậu ghép cô chú ý nha cô chú. Ghép được 5 bo ha. Cúc hoàng hậu bông đẹp nha cô chú anh chị. Rồi đổi giùm em. Cúc bi dán bay. Cúc bi dán bay. Mã số 36 ghép được. Đây, này là cúc bi dán bay chú chị ơi. Ghép 8 bo nha cô chú chị. Rồi, cây này mình ghép được 8 bo đúng rồi cô chú chị ơi. Cây này ngã dán bay rất khéo rồi chú chị. Đây nó có cái thực chủ đứng ra luôn chú chị ơi. Đây. Giờ về nuống dây nhẹ lại chú chị. Tâm số giùm em nha. Mã số 36 cúc bi. Rồi, hoành thân chí này là 14. Cao một bầu tới đỉnh là 38. Chiều dài cành bay là 45. Rồi mã số 36 này em xin giao lưu giá là 700k cô chú anh chị ơi. Dạ 700k nha cô chú nha. Mã số 36. Rồi đổi luôn anh ơi. Tiếp tục là mã số 37. Cúc Tân Châu. Dạ cúc Tân Châu nha cô chú anh chị. Đế xuất tôi biết luôn. Một cây cúc Tân Châu đế VIP luôn cô chú anh chị ơi. Cái phôi rất là phê ha cô chú. Mình ghép được một bo nha cô chú. Còn tự nhiên cô chú chị mình có thể về mình ghép giống khác lên ha. Rồi trên thông số nha. Củ đế đặc này quá trời củ rồi cô chú chị. Nồi đế đặc. Nồi đế đặc vị trí này là 44. Hoành thân là 16. Cao bảo đỉnh là 29. Tàn ngang là 30. Rồi mã số 37 này em xin giao lưu với giá là 500k cô chú anh chị ơi. Dạ 500 nha cô chú anh chị. 500k mã số 37. Đổi giùm em luôn. 38 nha cô chú anh chị ơi. Cây bạch mai. Tiếp mã tục là mã số 38 này, đế bonsai tầng đa này cô chú anh chị nha. Đó, cái này phong cách tầng đa, bonsai tầng đa ha. Nó tàn xè ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số nha. Cây khéo cây lắm nha cô chú anh chị. Rồi tổng hoành thân như chí này là 28 rồi chú anh chị ơi. Cao một bầu anh đỉnh là 33. Tàn ngang là 50. Rồi mã số 38 này em xin giao lưu giá là 800k cô chú anh chị ơi. Dạ 800k như cô chú. Cái này đáng siêu tầm nha cô chú anh chị. Rồi đổi giùm em. Tiếp tục là mã số 39. Mã số 39. Cái bạch mai luôn nha cô chú. Cũng là bạch mai cô chú anh chị ơi, mã số 39. Cái này nghệ nhân mới vô dây luôn nghe cô chú anh chị. Ghép được 4 5 bo nha cô chú anh chị. 6 bo luôn. Nghệ nhân sáng giờ làm được có 2 cây cô chú anh chị. Vô bo được 2 cây. Cái này lỗ công luôn cô chú anh chị. Cây rồi. Vô cây nữa đó. Rồi, thông số. Nghệ nhân này chắc làm ăn cơm mà cô chú anh chị không có lương. Hoành thân chí là 14 cô chú anh chị ơi.
cao mặt bằng đỉnh là 45, tàn ngang là 50. Rồi mã số 39 Bạch Mai này em xin giao lưu giá là 700k chú anh chị ơi. Dạ, 700k nha quý cô chú. Tiếp tục Bạch Mai mã số 40 cây tàn đa nha cô chú anh chị. Đây, tiếp tục là mã số 40 của chú anh chị ơi. Đó, cây này ra một hai cây lá là cứ kính bàn luôn nha chú anh chị. Đế cũng lực lắm anh chị, cộng lớn lớn rồi chú anh chị ơi. Chà bá luôn. Rồi, cho em xin thông số nha. Bạch Mai mã số 40. Rồi, hoành thân vị trí là 16 rồi chú anh chị ơi. Cao một bộ tới đỉnh là 50. Vàng ngang cũng là 50. Rồi, mã số 40 này em xin giao lưu giá là 750k rồi chú anh chị ơi. 750 nha cô chú anh chị nha. Mã số 40. 41 cây cúc bi. Tiếp tục là mã số 41 là cúc bi nha chú anh chị. Kiểu mà mai tàn tàn lùng lùng ấy, cô chú chị. Cúc bi mã số 41 này là mình ghép được 8 bo của chú anh chị ơi. Rồi, thông số anh ơi. Cúc bi mã số 41. Rồi, hoành thân chí là 13 của chú anh chị ơi. Cao một bầu anh đỉnh là 57. Tàn ngang cũng là 57 luôn. Rồi mã số 41 này em xin giao lưu giá là 700k cô chú anh chị ơi. Dạ, 700k nha cô chú anh chị nha. Cúc bi mã số 40. 1 42 cũng là cúc bi luôn. Cái này dán hơi siêu ha cô chú anh chị. Cái này mình chưa vô dây anh chị, yêu thích thì về mình vô dây theo ý mình nha cô chú anh chị. Cúc bi mã số 42. Cái này mình ghép được là cũng là 8 bo cô chú anh chị ơi. Rồi, thông số anh ơi. Rồi, hoành thân vị trí này là 17. Chiều cao bộ đỉnh là 44. Tàn ngang là 50. Rồi, mã số 42 này em xin giao lưu giá là 650k của chú anh chị ơi. Dạ, 650 nha cô chú anh chị. Cây cúc bi mã số 42. Tiếp 43. Tục là mã số 43. Cây bạch mai cô chú nhỉ. Lại là bạch mai nha cô chú anh chị. 43. Đó, cái mai này có cái củ cái đế lực rồi mà chú anh chị. Dòm gắt quái rồi chú anh chị ơi. Ghép được 6 bò. 6 bò. Củ này mình moi ra là củ lực lắm nha chú anh chị. Này mình để cho nó ẩm đế. Mình về cô chú anh chị thích chơi củ thì mới moi ra tí. Rồi, hoành thân chí là 17. Cao bầu đỉnh là 30. Tàn ngang là 40. Rồi mã số 43 này em xin giao lưu giá là 600k của chú anh chị ơi. Dạ, 600k nha cô chú anh chị nha. Mã số 43. Rồi. Mã số 44 mai đại lộc cô chú anh chị ơi. Cái này tàn cũng khá ấm rồi ha. Dạ, tiếp mùa tục nha, là mã số 44 hay con số 4. Dán siêu. Cái này bo già là nha cô chú nha, bằng ngón tay hết rồi ha. Cây này mình ghép được 6 bo nha cô chú anh chị, mã số 44. Đậu vô rồi viết rồi nó chuẩn bị vô tạo nụ ha cô chú anh chị. Rồi. Để có công dịch ta. Cho em xin thông số nha. Công dịch ở đây nè. Dịch khè luôn á. Dịch bệnh vô tiếng quạt ăn quán này dịch chết. 20 hoành thân chí này 23. Tại có bán công dịch ăn không? Vô hả? Chiều cao một bầu đỉnh là 60. Tàn ngang là 50. Quán cơ nghỉ mừng chết. Mã số 44 này em xin giao lưu giá là 900k cô chú anh chị ơi. Dạ 900k cô chú anh chị nha, một cây đại lộc. À, tàn ẩm ha, già mùa. Rồi đổi cho em anh đây. Nghe công dịch phải đứng nhìn hoài kìa. Dạ Thủ Đức. Cái thằng này. Cái giả Thủ Đức mã số 45. Cái này cũng già mùa nha cô chú anh chị. Kèo nè, 444 nè. Hay quá. Rồi, kiếm ăn đi. Kiếm ăn đi, đừng kiếm chuyện anh được. Thương rồi. Để Hoàng ăn thôi. Rồi, mã số 45. Ghép 5 bo. Tôi bắt bắt ba đó nha. Rồi. Đó hơn đó nha. Thông số. Tập trung, tập trung, tập trung.
Hoành thân vị trí này là 17 cho chú chị ơi. Cái đế này rất đẹp rồi chú chị. Đế rất quyết. Chiều cao một bầu tới đỉnh là 50. Tàn ngang là 50-60. Mã số 45 này em xin giao lưu với giá là 650k cô chú anh chị ơi. 650 nha cô chú anh chị, mã số 45 cúc. Kem giỏ Thủ Đức. Nào. Rồi đổi giùm em. Đây đây đó hả? 6 này. Đây, mã số 46 là đại lộc nha cô chú anh chị. Cái này đế rất là đã nha cô đây, chú. Đây con thú à. Nằm, ha, đế thú nằm nha cô chú anh con chị. Con thú nằm dài luôn cô chú anh chị ơi. Cái này rất là có duyên ha cô chú anh chị, có đuôi để mình chơi đuôi luôn nha. Về mình ghép đuôi thêm ha cô chú. Cái tược viên đó cô chú chị đừng có cắt bỏ nha, còn nếu mà cắt bỏ chơi coi chơi cái đít tròn tròn cũng được. Đó, có cái đít tròn tròn ha. Rồi bỏ ghép mình đây già mùa nha cô chú anh chị nha. Đại lộc ha, mã số 46. Rồi thông số anh đẹp trai ơi. Hoành thân vị trí là 20. Chiều dài hình thú là 27. Cao một bầu tới đỉnh là 50. Tàn ngang cũng là 50. Rồi mã số 46 em xin giao lưu giá là 1 triệu đồng cô chú chị ơi. 1 triệu nha cô chú chị. Mã số 46 đổi anh ơi. 47 là cây giả Thủ Đức. Một cây đế thú luôn cô chú anh chị. Đây, lại một cây biết nha cô chú anh chị mình nha. Một cây thú bốn số 47 là đế lực luôn cô chú chị. Mà bo ghép thì chà bá nện nha cô chú anh chị. Ghép có hai bo thôi ha. Mà cái tàn nó xè rất là phê nha. Đó. Cô chú anh chị ơi, bộ đế nè. Đó, đặc hư luôn nha chú anh chị. Đó, bộ đế duyên dáng lắm chú chị ơi. Đó, chân cẳng nè. Cái này để phòng khách, để lên bàn gì cũng nghiêm hết cho cô chú anh chị mình vô cái chậu lớn lớn trước thì mình để được cái phòng khách ha. Bo ghép nè cô chú anh chị, bự ngón cái em luôn nha. Đâu để ngón cái anh vô kênh thương. Đây à, đó. Ngón cái kia bự, ngón cái này nhỏ cô chú anh chị. Ngón cào bá luôn. Đó, cái tàn nó sẽ ấm ha cô chú anh chị nha, đang ra cơi mà sao con tàn ha. Rồi cho em thông số nha. Cái này quá phê luôn, giá mềm luôn nha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 24 rồi chú anh chị ơi. Cao một bậu tới đỉnh là 55. Tàn ngang là 70. Rồi mã số 47 này em xin giao lưu giá là 1.700.000 của chú anh chị ơi. Cái này bao xếp tặng chậu luôn nha chú anh chị. Tiếp tục là mã số 48. À, cây cúc thọ hương mình ghép chúc tứ quý nha cô chú anh chị. Bây giờ mua hàng chơi Tết luôn nha. Lại cây một gốc thứ quý ghép cúc thọ hương chú anh chị ơi, cũng là ghép được hai bo chú anh chị, hai bo nhưng mà cũng kính tàn đều nghe chú anh chị, lớn già mùa hết cô chú anh chị ha. Đang ra cơ lại nha, mà giấu con tàn này cô chú ha, cũng bấm tược luôn nè, bấm tược cho nó ra nhảy nè cô chú anh chị ha, không phải là nó ra dài lắm luôn ha, ghép gốc thứ quý nha cô chú. Để nè ha. Rồi bỏ ghép đây, chà bá luôn, thông số luôn anh ơi. Rồi hoành thân chí này là 21 cô chú anh chị ơi. Cao một bộ đỉnh là 60. Tàn ngang là 65. Cúc thọ hương ghép tứ quý nha. Rồi mã số 48 này em xin giao lưu giá 2.200.000. Cô chú có mà chốt cái này thì em xếp ra chậu nhựa nha chú anh chị. Dạ. Thì vận chuyển cho nó an toàn cho chú anh chị ơi. Dạ, đổi luôn anh Thương ơi. 49 nha cô chú anh chị, cây lá ngọc hình vàng ghép tứ quý. Tiếp tục là mã số 49 cô chú anh chị ơi. Đó, cây này nó bắt đầu thấy cục xù. Xù chỗ bo ghép nè cô chú anh chị ha. Đó. Xù nu luôn. Thì ghép cúc tứ quý cái nó xù nó cục này nè. Lá vàng, bông vàng, trái vàng. Nhị thì màu đỏ nha cô chú anh chị. Đột vàng ha, chỉ có lá già là xanh thôi ha cô chú ha. Vàng để phê luôn nha cô chú anh chị. Rồi, thông số anh ơi. Rồi, hoành thân vị trí này là 22 cô chú anh chị ơi. Chiều cao một bầu đỉnh là 60. Tàn ngang là 50.
Rồi, Ngọc Khanh Giang mã số 49 này em 49. Xin giao lưu với giá là 2.200.000 cô chú anh chị ơi. Dạ, 2.200.000 nha quý cô chú anh chị. Để quá chị. Mụ đế khỏi chê chứ anh chị. Tiếp rồi, tục 50. Là mã số 50. Rồi, một siêu phẩm và giáo bạch kim nha cô chú anh chị. Cái này giáo bạch kim mà VIP luôn nha cô chú anh chị. Đây bộ đây. Màu vàng nha cô chú anh chị. Đây thân nó đây. Đó. Bông lên đến 12 cánh luôn nha cô chú anh chị. Đây đế nè, vô chú dòm nè. Dòm là rất khéo không cô chú anh chị. Cây này mà để bàn phòng khách thì nó hơi khổ nói nha chú anh chị. Ai vô cũng mắc hỏi chú anh chị ơi. Rồi thông số anh Thương ơi. Tổng hoành eo dưới này là 40. Hoành thân vị trí này là 14. Cao một bầu đỉnh là 55. Tàn ngang là 50. Rồi mã số 50 này em xin giao lưu với giá là 3.600.000 cô chú anh chị ơi. Dạ, tặng chậu luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi cái này là bao xếp tặng chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi mã số 50 này là cũng cuối clip của ngày hôm nay. Em xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua ủng hộ cho anh Tám. Em xin kính chào và hẹn gặp lại clip sau. Dạ, em cảm ơn anh Thương luôn.